Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong những cái video trước thì em đã có rất nhiều cái dạng xe địa hình ngon bổ rẻ, tức là tầm giá chỉ khoảng trên dưới 5 triệu. Là các bác đã có một cái lít thả 8 hoặc 9 tầng, phanh dầu, hình thức rất là đẹp. Đấy, thì tiếp theo cái video này em cũng đang mới về một cái chiếc xe địa hình ngon bổ rẻ và phanh dầu 8 lít, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết chiếc xe này cho các bác xem. Đây, như các bác đang nhìn thấy ở trong khung hình đây là chiếc xe địa hình ngon bổ rẻ, mang thương hiệu là Avanti. Cái dòng Avanti này là một thương hiệu của Úc, cũng ở Việt Nam cũng khá là nhiều người đi rồi. Nếu các bác đã có bạn đã từng đi chiếc xe này thì các bác biết chất lượng của nó rất là tốt. Chiếc xe này là có size là size M, 43 cm, khoảng cách từ tâm trục cho đến ấy, cho đến khóa yên, thì phù hợp cho các bác cao từ 1m62 cho đến 1m75. Líp thả là líp thả 8 tầng, bộ đề Shimano Antut, đùi đĩa Shimano 3 tầng, gạt đĩa Shimano luôn. Đũa là đũa lốc, vành Alex Rim 2 lớp. Mayer của chiếc xe thì này là Mayer Shimano, Mayer sau Shimano, rất là trơn bon. Sơn của chiếc xe thì đẹp, em đánh giá là khá đẹp, màu đỏ đen rất là thể thao, không có vết xước lớn. Về phần giảm xóc cũng là của hãng Avanti, giảm xóc thủy lực dầu. Đằng trước bánh cũng là đũa inox vành Alex Rim. Trên tay cầm của chúng ta thì là bộ tay bấm xả Shimano rất là thân quen, 3 × 8 tốc độ, 8 níp cho bên này và 3 tầng cho đĩa cho bên này. Phanh dầu Techo Draco CQ. Đấy. Phanh dầu hai bên. Cấu hình rất là đẹp trong tầm giá, và giá em sẽ để giá bán. Giá bán em để cái phần mô tả của cái video. Gạt đĩa Shimano, sơn đẹp. Tổng thành của chiếc xe là sơn rất là đẹp. Phanh dầu hoạt động rất là tốt, đũa inox. Nói chung là con này là xe, một cái xe dòng xe địa hình ngon bổ rẻ trong tầm giá. Sơn xi đẹp. Tổng thành của chiếc xe đỏ đen, rất là thể thao. Size 43 cm. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này, và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Thì các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943, và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe
vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship, trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.